Zelis Mix chuối tươi vẫn thơm ngon ngất ngây, nhưng độc đáo và cực lạ miệng. Làm chi con sao vậy? Có chuyện gì hả? Làm chi? Nói cậu nghe, có chuyện gì? Chị Hai ơi! Chị Hai! Có chuyện gì bình tĩnh đó cậu nghe. Cái gì chuyện vậy? Gì? Sao mà khóc vậy làm chi? Nói mày nghe. Trời ơi, nó nói tiếng gì vậy nè? Dạ, ôi, làm chi nói là bị mày học cùng trường giật mất mặt nạ cô. Cái gì? Mẹ đã nói với con rồi mà, ai kia suốt ngày cứ đeo cái mặt nạ đó hoài làm cái gì? Nó nói cái gì nữa? Dạ, làm chi nói là không làm gì hết mà tự nhiên bị giục đó cô. Không có cái gì mà tự nhiên hết trơn á. Hay là con đeo cái mặt nạ đó, con đi chọc ghẹo bạn bè đúng không? Dịch cho con cái. Dạ, Lâm Chi nói là không có kiếm chuyện với ai hết á. Vậy cũng tốt, đỡ mất công mẹ phải lột cái mặt nạ của con ra. Không có khóc nữa, đứng lên. Đi lên lầu tắm rửa. Nó nói cái gì nữa vậy Tâm Anh? Hả? Dạ, Lâm Chi nói là để thương mẹ lắm. Sao mệt quá, đi lên lầu, nhanh lên. Nhanh lên. Nè. Dạ. Làm sao con hiểu được hay vậy? Dạ, tại con chơi với bạn ấy nhiều cho nên là tự động hiểu thôi à chú. Ồ. Như lại hồi nãy câu cuối Lâm Chi nói là bạn ấy ghét mẹ. Tâm Anh, lại đây. Có phải là không gì, chờ xíu nha. Chờ xíu. Ngồi xuống đi. Mình hả? Chứ còn ai ở đây nữa. Bạn nói tụi mình là bạn mà. Nè, ngồi xuống. Là bạn bè thì phải ăn kem chung với nhau chứ. Có vậy cũng hiểu nữa. Đúng là cái đồ tùm lum la. Nhưng mà tụi mình đã đoạn tuyệt rồi mà. Đừng có giỡn nữa. Mình nói thiệt á, trước kia tụi mình đâu là bạn đâu, nên chuyện đoạn tuyệt vô nghĩa, không còn hiệu lực nữa. Ngồi xuống đây lẹ đi, kem chảy hết rồi nè. Vậy là từ bây giờ tụi mình sẽ là bạn lại hả? Ôi nhiều quá, kem nó chảy rồi nè. Nè, ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Thả miếng ra. Bạn kỳ quá à. Giỡn thôi nè. Ngon không? Ngon quá à. Đình rút lại hả? Không có giỡn với chị được nhau nha. Kinh. Ngon quá. Ngon. Con Chi à, hai đứa này đi vô cơm kìa. Chị làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng á. Con nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con không sao đâu cô. Thấy chưa, mày nghe nó nói chưa, nó nói không sao kìa. Con nhỏ này, lì quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đối xử tốt với Tâm Anh đi. Vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì cũng gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao mà không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mày không nói cho tao biết hả? Chi? Tâm Anh! Em làm cái gì vậy? Mày dám bỏ
không cho mày đi đâu hả? Tâm Anh! Tâm Chi! Con nhỏ Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Đáng lẽ ra là tao về hỏi mày, tại sao mày dám nằm trên giường của tao hả? Mình chỉ ra ngoài nhà thôi. Đâu mà mày đứng đánh nữa à? Mày khai thiệt đi, ngoài cái con này ra mày còn đụng đến Julio và Antonia của tao không hả? Sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn Lâm Chi nhiều. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Tâm Anh, lên phòng tao nói chuyện tí. Có chuyện gì sao bạn không nói ở đây luôn đi Lâm Chi? Tao kêu lên thì mày cứ lên. Tao muốn cuộc nói chuyện giữa hai người con gái được riêng tư. Lên nhanh nha. Ủa, bạn làm gì vậy Lâm Chi? Từ bây giờ phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Lâm Chi à, từ đầu mày đã ở đây rồi thì mày phải ở đây luôn, không được đi đâu hết. Nhưng mà mình cũng phải được đoàn tụ với ba chứ. Chuyện đã tính sao, có lệnh của tao mày mới được đi. Lâm Chi à, ủa sao mày kêu tao hoài vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi.